Thu Trang, Tiến Luật bàng hoàng, nghẹn ngào chia sẻ về nghệ sĩ Anh Vũ khiến ai cũng xót xa. Là một nghệ sĩ hiền lành, hoạt náo, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, nên sự ra đi của Anh Vũ đã khiến các đồng nghiệp và công chúng vô cùng bàng hoàng. Vào sáng ngày 2 tháng 4, khán giả như dậy sóng bởi thông tin nam diễn viên hài Anh Vũ đã ra đi ở tuổi 47. Theo đó, anh mất đột ngột trong chuyến lưu diễn tại Mỹ và người phát hiện chính là bạn thân của anh. Anh Vũ thường xuyên đến nhà người bạn này ở Cali và anh qua đời đột ngột trong lúc ngủ. Một trong những nghệ sĩ từng đồng hành cùng anh Vũ lúc còn sống, vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật có những chia sẻ khi nghe tin người anh qua đời. Sáng sớm nhận được tin anh Vũ mất, Trang bần thần đi. Luật với anh Vũ do chưa có cơ hội làm việc chung với nhau nhiều nên cũng ít có kỷ niệm với nhau. Tuy nhiên trong quá trình hợp tác trong sitcom Gia Đình Bá Đạo, Luật nhận ra anh Vũ là người đúng giờ, rất nhiệt tình và hỗ trợ hết mình cho đàn em. Thu Trang chia sẻ, sáng sớm khi nhận được tin anh Vũ mất, đúng như anh Luật nói, Trang rất hoang mang, không biết nói sao vì anh Vũ còn rất trẻ, chỉ mới 40 mấy tuổi. Khi ấy một loạt hình ảnh của anh Vũ cứ chạy trong đầu Trang. Trang với anh Vũ hợp tác với nhau rất nhiều và cũng rất lâu rồi, khi Trang còn là một diễn viên trẻ chưa có tên tuổi gì trong giới, cho đến sau này khi đi Mỹ diễn với anh Vũ và thầy Minh Nhí. Với tư cách là đàn anh, có nhiều kinh nghiệm, anh Vũ vẫn luôn giúp đỡ, chỉ dạy rất nhiều cho Trang. Và khi được hỏi về việc tắm đêm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, hai vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật đã chia sẻ. Ai cũng biết nghệ sĩ sau rất nhiều suất diễn tối với muộn, thường đẫm mồ hôi, đào là hóa trang rồi keo xịt tóc đủ thứ rất khó chịu, không thể không tắm. Lúc Trang kêu Luật, anh ơi anh đừng tắm đêm nữa được không, Luật rất khó chịu, không thể ngủ được. Có một thời gian mình quay phim Rừng Xanh Kỳ Lạ ở Đà Lạt, đêm nào cũng phải quay đến 2-3 giờ sáng, sớm hơn thì 1 giờ, trong thời tiết lạnh giá. Nhưng do Luật phải hóa trang già, đầu tóc bạc phơ nên mình phải đi tắm mới ngủ được. Sau đợt đó mình thấy sức khỏe mình xuống thấy rõ luôn, đau lưng, đau vai, khắp người đau nhức. Đi đến một phòng khám y học cổ truyền, bác sĩ chuẩn đoán là do tắm đêm nhiều, Luật mới hoảng hồn rồi mới bỏ tắm đêm. Cái chính là mình phải vận động, tập thể dục. Theo lời bác sĩ, một ngày phải vận động ít nhất 30 phút. Hằng ngày Luật tập thể dục hơn 1 tiếng thì nay cũng thấy mình đỡ hẳn. Bây giờ mới cảm nhận được sức khỏe là thứ quan trọng, tiền bạc có thể kiếm được, chứ sức khỏe khi mất đi rồi thì không thể kiếm lại được nữa. Hiện tại các nghệ sĩ đang bàng hoàng và tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột này, và gia đình cùng các nghệ sĩ cũng như khán giả vẫn mong mỏi đến ngày thi thể anh Vũ được về đến nơi để tiễn biệt anh lần cuối.